Hoàng Sơn xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng cả nhà mình trở lại với kênh Sức Khỏe 60 Giây. Hôm nay thì Hoàng Sơn cùng cả nhà mình tham khảo dòng máy mới nhất của Accu-Jet tại Việt Nam 2021 ha. Đây là dòng máy mắc tiền nhất của hãng Accu-Jet, đó là Accu-Jet Gai. Thì đi theo máy, mình sẽ kèm với một cái hũ que. Thì giá của hãng niêm yết trên đây là 1.950.000 ha. Đây là hàng của Đức, nhưng mà nhà máy cái dòng sản xuất này thì sản xuất tại Mỹ nha. Cái này bảo hành trọn đời, nếu mà như mình hư hoặc là có gì trục trặc sửa chữa thì mình đem ra hãng để mình kiểm tra bảo hành trọn đời. Bên trong máy thì có rất là nhiều hướng dẫn sử dụng ha. Rồi thì mình sẽ có một cái túi nhỏ như thế này nè, bên trong sẽ có một cái máy nhỏ gọn và một cái bút lấy máu. Đây là cái loại bút lấy máu, nó có 6 đầu kim, mỗi lần mình xài thì nó sẽ tốn một đầu, mà mình xài 6 lần như vậy á thì mình sẽ thay cái đầu mới. Rồi đây là cái máy của nó, mình cắm que ở bên dưới này. Bên tay phải mình thì mình có cái cổng USB để mình chép dữ liệu ra, và có một cái nút nhấn để mình nhấn mình lấy que ra ha. Rồi bây giờ mình sẽ cùng tham khảo cách sử dụng ở nhà ha. Đây là mẫu máy Accu-Jet Gai ha. Rồi chúng ta sẽ làm sạch cái tay và chúng ta lấy que ra. Tay phải khô cả nhà ha. Nếu mà như tay ướt, chúng ta sẽ làm hư những que còn lại. Rồi chúng ta sẽ đúc mạch điện vào bên trong máy. Cái chữ Accu-Jet sẽ về cái mặt mình có thể nhìn thấy được. Chúng ta cắm vào máy. Và cái đầu màu vàng hướng giọt máu quay ra. Rồi sau khi chúng ta chích lấy máu, chúng ta chỉnh cái độ sâu của cây kim phù hợp ha. Rồi nặng ra được một giọt máu. Rồi chúng ta cho từ ngoài vào, chạm vào đầu que. Rồi sau khi hút đủ một giọt máu thì trong vòng 3 giây sẽ ra kết quả. Rồi 1, 2, 3, thì tầm 3 đến 5 giây cả nhà ha sẽ có kết quả. Thì nếu mà đơn vị milimol thì chúng ta sẽ tra vào bảng milimol, và đơn vị là miligam thì chúng ta sẽ tra vào bảng miligam. Cách sử dụng rất là đơn giản. Rồi mình sẽ tra vào bảng như thế này. Nếu mà chúng ta đo ở milimol trên lít thì chúng ta tra bên cái dãy số bên tay trái, còn miligam thì chúng ta tra bên dãy số phải. Nếu mà trước khi đo, trong buổi sáng trước khi ăn thì chúng ta nên đo ha, tốt nhất thì kết quả nếu mà màu xanh. Còn nếu mà sau khi ăn 2-3 tiếng thì chúng ta đo, nếu trong kết quả màu vàng cũng là tốt. Và màu trắng là hạ đường huyết và màu đỏ là đường huyết cao cả nhà ha. Rồi đây là hai đơn vị song song, ví dụ như bên đây cũng có milimol trên lít và miligam decilit, bên đây cũng vậy. Mình vừa tham khảo cái dòng máy Accu-Jet Gai của hãng Accu-Jet ha. Nếu mà bà con mình có gì thắc mắc thì có thể liên lạc trực tiếp với Hoàng Sơn. Chúc bà con mình nhiều sức khỏe. Tạm biệt và hẹn gặp lại.